Năm nay đã 94 tuổi đời, 72 năm tuổi đảng, nhưng ông Hồ Sĩ Cúc ở xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh vẫn nhớ như in những ngày tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Khó khăn gian khổ, nhưng những chiến sĩ Điện Biên luôn vững vàng mưu trí để làm nên chiến thắng. Và ông cũng rất phấn khởi khi thế hệ trẻ ngày nay đã và đang phát huy được tinh thần quyết thắng, khát vọng cống hiến của chiến sĩ Điện Biên năm xưa để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong cái giai đoạn này, đối với giai đoạn trước á, thì chẳng kém gì về trước. Thì nó công tác là anh em nói cái làm liền. Cái đó rõ ràng là cái tinh thần chiến đấu, cái tinh thần công tác rất ham mộ, thể hiện là giải phóng đất nước, rồi thì thể hiện là bảo vệ lấy Tổ quốc. Tiếp nối truyền thống của cha ông, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt phong trào năm xung kích phát triển kinh tế xã hội, bốn đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp đã được các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả. Thông qua các phong trào này đã có nhiều tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trên các mặt công tác. Hiện nay thì chúng tôi đang sống trong những ngày chuẩn bị cho kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, và với tinh thần quyết chiến quyết thắng của năm xưa thì chúng tôi nguyện là sẽ là cùng tiếp nối những cái tinh thần cách mạng của cha anh thời thế trước, và để lan tỏa trong mọi cái hoạt động phong trào, phát huy tinh thần để là xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh. Thế hệ ngày nay đã kế thừa và phát huy tinh thần Điện Biên Phủ của ông cha, quyết tâm khơi dậy, nhân lên sức mạnh nội sinh của tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng để xây dựng và phát triển Hà Tĩnh giàu đẹp văn minh. Đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong học tập, công tác, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Mà 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ thì tuổi trẻ hôm nay chúng tôi luôn khắc ghi những cái cống hiến, cái tinh thần cống hiến bất khuất của các cái chiến sĩ trong tham gia cái chiến dịch Điện Biên Phủ. Và để phát huy được những cái truyền thống quý báu đó thì tuổi trẻ bây giờ xác định được cái vai trò trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với nhiều cái phong trào, nhiều cái hoạt động ý nghĩa, tiếp tục lan tỏa cái tinh thần quyết chiến quyết thắng cũng như là cái khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ cha anh đi trước. Tinh thần quyết chiến quyết thắng của Điện Biên năm xưa luôn sống mãi, trở thành động lực to lớn để thế hệ trẻ vững bước kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.